Em chào cả nhà, hôm nay em lại tiếp tục giới thiệu với cả nhà một thùng máy bu lông của Makita ha. Đây là con máy bu lông đầu 25.4mm ha, là một inch. Con bu lông này nó có cái mã là TW1000. Đây là cái xung quanh thùng máy ha. Đó. Rồi bây giờ em sẽ mở máy ra và kiểm tra cho cả nhà và giới thiệu thông số ha. Thùng máy bắn xiết bu lông Makita thì trong thùng máy này nó có 4 cái đầu khẩu ha. Rồi để em lấy nước ra em đo. Rồi thì trong đây đầu tiên nó sẽ có 2 cái đầu khẩu giống nhau, là 2 cái đầu khẩu này. Thì 2 đầu khẩu này á, nó ghi là hàng của Tone gia băng ha, là 21mm. Cái này là ghi là 21.5mm hàng của Tone luôn. Nhưng mà nó lại kỳ cục một chỗ là đây là phi tròn nha, nó không phải là lục lát. Thì phi tròn này đo ra là nó là 31 ha, 31mm. Rồi không biết là nó mở cái gì ở cái phi tròn này ha, 31mm. Cái này cũng đo ra là 31mm luôn, là phi tròn nha. Rồi tiếp theo cái đầu khẩu này ha, đầu khẩu này á là nó bị mài mất cái thông số rồi đó. Thì bây giờ đo ra là mở 35 ha, gần 36, 35.6 á, là đo ra cái phần này. Thì mình mở con bu lông này là bu lông 35 ha, đó, đầu tiên là 35. Rồi tiếp theo là cái đầu khẩu 46 Mito gia băng ha, đầu khẩu 46 Mito. Được rồi, cuối cùng là con máy xiết bu lông. Đây là một con máy nguyên zin nội địa Nhật, điện 100/110V ha. Rồi em sẽ xoay một vòng cho cả nhà xem. Đó. Rồi em đọc thông số ha. Thì con máy xiết vặn xiết bu lông Makita có model là TW1000. Con này là hàng nội địa Nhật, sử dụng điện nguyên zin là 100/110V 15A. Công suất của máy là 1300W. Thường nếu mà hàng ở Việt Nam mình á, nó chỉ có 1200 thôi, nhưng mà hàng nội địa là 1300 ha. Vòng tua là 1400 RPM. Độ giọng búa là 1500 min. Vậy rồi, máy in gia băng. Và đầu 4 cạnh của nó là 25.4 ha, thì gọi là 1 inch ha. Chạy rất êm nha cả nhà. Rồi đảo chiều. À, quá đã nha cả nhà ơi. Rồi em để gần cho cả nhà nghe tiếng động cơ nha.
rồi, thì một con máy bắn Shibulong của Makita này, TW1000 này thì nó có cái lực Newton là lên tới 1000, nếu mà là thông số của Việt Nam mình ha, thì thằng này là 1300W, thì nó mạnh hơn 1000 Newton ha. Là bao cả nhà mở xe tải nha, xe tải thì trong đây á, nó đã có sẵn là đầu 46, thì nó lên tới những con tán cường lực đó, lên tới 46, thì cả nhà bao mở ha. Rồi ai có sử dụng đến một con máy Shibulong Makita TW1000 này thì em bán cho cả nhà một con máy cả thùng gồm 4 cái đầu khẩu xịn sò này, giá của em nó là 6 triệu đồng. Đó, ai có sử dụng đến con máy này thì liên hệ em ạ. Em cảm ơn cả nhà đã xem qua video ạ.